quan khách. Từ cách đây 31 năm tôi đã có gặp cụ Mất Châu. Và lúc đó khi mà cụ Mất Châu chưa được nổi tiếng trên thế giới, nhưng mà đã bắt đầu có một nghiên cứu rất công phu. Thì khi nói chuyện với tôi, sau khi đi ra nhiều nước được người ta quan nhìn, thì cái phương pháp đó không phải chỉ ở tại đất nước Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới in thành sách để đặng mà dạy cho tất cả dân chúng của các nước đó biết được cái phương pháp chuyện chẳng để đặng mà giúp đời. Thì khi sau khi mà gặp như vậy, thì Vũ Châu có nói một câu, nói rằng chú đã đi trên thế giới đem cho người ta hiểu biết âm nhạc Việt Nam để mà người ta thương dân tộc Việt Nam, thì cháu cũng đi theo con đường của chú, tức là đem cái y học, y đạo để đặng mà phổ biến trên thế giới. Thì sau khi mấy năm gặp gỡ, tới lần này gặp nhau lại tại đây, thì tôi có nói với Vũ Châu, tôi nói rằng mặc dầu chú cháu mình đi khác con hướng đường, nhưng mà cùng chung trong một lý tưởng, tức là làm sao cho ngang qua cái công việc làm của mình, người ta chẳng những biết dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng bất khuất, suốt cả bao nhiêu đời không bao giờ chịu được cái sự đô hộ của ngoại bang, nhưng mà còn âm nhạc cũng như là y học là những vấn đề phi vật thể, nhưng mà trong âm nhạc đó nó đang đem làm cho người ta hiểu biết được cái văn hóa của dân tộc Việt Nam, người ta thương yêu ngang qua lời ca tiếng nhạc, thì điều đó làm cho tôi rất vui mừng. Nhưng mà cái đó chỉ là thỏa mãn cái tính tò mò của người ta biết coi người đó ăn thế nào, mặc thế nào, nghe nhạc thế nào, thì chỉ để rằng mà vui chơi hoặc là giải trí. Nhưng mà công việc làm của Vũ Châu tức là đi trị bệnh và có một tính cách cứu nhân độ thế, mà công việc làm nó càng ngày phổ biến càng rộng hơn nữa, thì tôi có nói với Vũ Châu rằng chú rất mừng và thấy rằng việc của Châu làm rộng rãi hơn chú, sẽ còn đi xa hơn, đi sâu hơn, bổ ích hơn cho cuộc đời. Thì hôm nay nhân kỳ lễ mừng 70 tuổi của Quốc Châu và 31 năm thành lập Chuyện Chẩn, thì tôi chúc cho Quốc Châu sống hơn 100 tuổi. Giữa tay lại để tiếp tục làm công việc cứu nhân độ thế và luôn luôn đem cái tài nghệ hiểu biết của mình để đi sâu trong dân và rộng khắp năm châu. Thì hôm nay cảm động lắm mà chú có mấy câu thơ để gửi tặng cho Vũ Châu, mà chú xin ngâm lại cái giọng hơi xuân, là cái hơi thanh thản vui, không phải là vui mà theo cái cách như ngày xưa em nói là ai như bất thương là lạc như bất dâm, vui mà không phải làm cho mất lễ độ, buồn mà không phải làm cho mình phải bị vi vị. Thì cái hơi xuân này chú lấy để ngâm mấy câu thơ chú vừa chú sẽ tặng cho chồng. Sướng lắm. Từng 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 sinh nhật tuổi đời đúng 7. Ngoại hình xuân trẻ vẫn tươi cười, người ta thế giới cho Quốc Châu là thần y, thần y nổi tiếng trên nhiều nước. Vì
chuyện chẳng lưu truyền đến khắp nơi. Tất cả sưu tầm luôn luôn độ thế, bao nhiêu tâm huyết hiến dân đời. Cầu cho tuổi thọ ngoài trăm tuổi, cầu cho sống thọ ngoài trăm tuổi, tiếp tục cứu người sống thảnh thơi. Và xin các bạn thấy rằng là cái ông già 91 tuổi mà vẫn còn như vậy, thì trong đó nó còn tôi nhận cái chuyện là vừa ngoài cái chuyện là biết lo cho mình, cũng phải nhìn nhận rằng ngoài ra cái chí công tu học về lão tử già và Phật tử giáo, tôi có tiếp tục thở cái âm dương của vị chồng ba dương hai âm một ngày mà luôn luôn liên tục. Chúc mừng bạn. Đây là chú thở âm như công mà mấy năm trước lúc mà đi làm một cái trạm mà mấy năm. Đấy. Làm được mình hai năm. Hai không hai. Ở Cù Lao này, con chỉ chú năm này. Mấy năm rồi. Lúc ở Cù Lao, lúc ở cảnh sát Cù Lao. Đó thì thành ra có cái chuyện bài như vậy. Và chúng cháu gặp nhau trong cái tinh thần đem âm đem cái văn hóa của Việt Nam ra ngoài để làm cho người ta ngang qua đó mà người ta thương dân tộc Việt Nam, cùng một lúc khi người ta kính phục dân tộc Việt Nam là một dân tộc bất khuất anh hùng, thương yêu dân tộc Việt Nam là một dân tộc có một nền văn hóa, có một nền y học. Và ngày xưa thì người ta nói cũng hãy thượng lãng ông, thì ngày nay bắt đầu là nghe với tiếng của Bùi Văn Chủ. Cảm ơn chú rất nhiều.